Xin chào mọi người nhé, hôm nay Toàn An Đồng sẽ làm thêm video nữa về máy Smart Tool 2 và sẽ kết nối với xe ES2020 với chức năng là đọc lỗi và xóa lỗi quá khứ. Ở đây mình sẽ sử dụng 3 cáp nhé. Một cáp nó ghi là cáp chính, nó sẽ ghi hết tên trên cái bao bì là ghi là cáp chính này. Chúng ta sẽ vặn vào thấy thân máy này. Rồi, rất chặt chẽ, rất nhanh. Tiếp theo cáp thứ hai đó là cáp đọc lỗi Honda, trong ghi là cáp đọc lỗi Honda thì chúng ta sẽ lắp vào cái cáp chính rất dễ dàng. Rồi, và chúng cái đầu này thì dùng cho các xe Honda đời cũ, còn xe Honda 2020 thì chúng ta sẽ sử dụng thêm một cái cáp chuyển nữa thì nó sẽ ghi là cáp ghi là cáp đọc lỗi Honda 2021. Rồi, chính là cái cáp mà có cái đầu màu đỏ này, thì một đầu chúng ta sẽ cắm vào cái đầu này, đầu còn lại thì nó chuyển ra cái rắc mà dành cho xe 2020 2021. Kia SH2020 này thì bình ắc quy và rắc chuẩn đoán nó nằm ở trong yên xe. Chúng ta mở yên lên, chúng ta bấm vào hai con sô lở rồi nhấc kia lắp đậy ắc quy lên. Ở đây chúng ta sẽ thấy một cái đầu đỏ và nó có lắp đậy. Mình sẽ bấm vào cái lẫy này, sau đó là rút cái đầu chụp này ra. Rồi. Kết nối rắc vào. À, đúng chiều của nó nhé. Nó có chiều của lẫy của nó thì mình cắm đúng chiều đúng lẫy vào. Rồi, bây giờ mình bật khóa điện lên thì máy sẽ lên nguồn. Rồi, máy đã lên nguồn rồi. Mình sẽ vào phần động cơ. Đối với dòng Smart Tool này thì nó không cần phải chọn đúng đời xe, tự động có tìm xe nhé. Đây là menu chính của máy này. Một là động cơ, hai là phanh ABS, ba là Smart Key, bốn là Odo, năm là hệ thống đèn LED, sáu là remapping và mục cuối là Smart Tool 2. Rồi, mình sẽ vào phần động cơ, ấn Enter. Mình sẽ chọn hãng Honda. Honda. Rồi, như vậy là máy tự động tìm kiếm và nó sẽ vào được dữ liệu động cơ, vào được hệ thống. Chúng ta không cần phải chọn đời xe SH hay là AB hay là Vision gì cả. Rồi, chúng ta sẽ chọn chế độ đọc lỗi hiện hành. Lỗi hiện hành có hay không thì nhìn đèn FI nó sáng là biết ngay. Thì mình cứ đọc nhé, mình sẽ ấn Enter là để đọc này. Rồi, máy báo rằng là ESU không có mã lỗi. Rất chỉ nhanh. Trở về, mình sẽ đọc lỗi lịch sử nhé. Cái lỗi lịch sử chính là cái lỗi mà lúc trước nó lưu lại ở trong bộ nhớ của ECU. Thì chúng ta sẽ đọc lỗi lịch sử. Rồi, lỗi lịch sử cũng không có, đúng không? Thế còn trường hợp nó có thì nó sẽ báo cho chúng ta biết. Thì bây giờ mình sẽ cố tình, mình sẽ tạo cho nó một cái lỗi và chúng ta sẽ đọc lại từ đầu. Rồi, mình sẽ thoát ra menu chính. Sau đó bây giờ mình sẽ tạo cho nó một cái lỗi nha. Mình đã cúi xuống rút rắc cho nó đoạn mạch và bây giờ chúng ta thấy là đèn FI nó sáng, chứng tỏ rằng nó đang báo lỗi trên hệ thống FI. Tắt khóa đi. Rồi, chúng ta đánh thức khóa và bật lên. Mình thấy là cái đèn FI nó sáng, nó không hề ẩn. Điều đó chứng tỏ rằng là xe đang có lỗi. Thì lỗi quá khứ hay là lỗi hiện tại thì bây giờ chúng ta sẽ dùng máy để chúng ta test. Mình lại vào lại từ đầu. Mình ấn động cơ, mình ấn phím Enter này để vào phần động cơ. Mình ấn Enter để chọn hãng Honda. Và mình sẽ đọc lỗi hiện hành luôn. Ấn Enter. Rồi, máy đã đọc ra lỗi cho chúng ta. Lỗi 29-1. Và chỉ có một trang thôi. Lỗi mạch điều khiển van không tải IACV. Đó. Rồi, như vậy là chúng ta đã đọc ra được một lỗi rồi. Thế bây giờ mình sẽ ấn thoát nhé. Ấn thoát này. Mình đọc lỗi lịch sử cũng vậy. Ấn Enter. Rồi. Lỗi 29-1, lỗi mạch điều khiển, van không tải, ECV. Rồi, bây giờ mình sẽ cắm lại cái rắc nhé. Mình sẽ cắm lại cái rắc cho nó hết báo lỗi. Vừa rồi mình đã thò tay, mình đã cắm giải cái rắc ECV. Đấy, nhưng mà trên táp lô nó vẫn còn cái đèn báo lỗi. Mình bật khóa này. Đó, mọi người thấy là đèn báo lỗi nó vẫn còn. Đấy, thì đây là lỗi quá khứ thôi, không phải lỗi hiện tại. Lỗi quá khứ thì chúng ta xóa đi là hết thôi. Còn nếu trường hợp chúng ta xóa đi rồi tắt khóa đi bật lại mà lỗi lại xuất hiện
thì đó là lỗi hiện tại. Lỗi hiện tại thì phải sửa mới hết, chứ không thể xóa hết được. Rồi mình sẽ vào mục động cơ Honda, chúng ta sẽ xuống mục là xóa mã lỗi, enter. Rồi máy hỏi xóa tất cả mã lỗi trong bộ nhớ ECU, bạn chắc chắn không thì chúng ta chọn có. Rồi rất nhanh, máy báo là xóa mã lỗi thành công. Rồi thì chúng ta sẽ ấn luôn đọc lỗi nhé. Ở đây có chữ đọc lỗi thì ấn ứng với cái phím là enter, còn cái chữ thoát thì ứng với phím là ESC. Rồi mình ấn vào đây là đọc lỗi này. Rồi máy báo là ECU không có mã lỗi, và chúng ta sẽ để ý là cái đèn ở trên tablo nó cũng sẽ mất đi, cái đèn check đèn báo lỗi nó cũng sẽ mất đi thôi. Đây mọi người thấy là cái đèn FPD đã mất đi rồi. Bây giờ mình sẽ tắt khóa này. Rồi mình sẽ bật khóa lên, đèn này nó sẽ loát 2 giây, sau đó là nó ẩn đi. Rồi như vậy là xe không có lỗi quá khứ và không có lỗi hiện tại gì. Vừa rồi mình đã ghi hình lại cái quá trình sử dụng máy Smartune 2 để thao tác trên xe S2020, và mình là nhà cung cấp máy chuẩn đoán toàn là đồng. Số điện thoại của mình là 0904 566 844. Không những cung cấp máy, mình còn hỗ trợ kỹ thuật và trợ giúp cho anh em trong mọi tình huống về pan, về những cái bệnh ở trên xe khách hàng mang tới. Đặc biệt là khi mua hàng ở toàn An Đồng thì mọi người ngoài cái hỗ trợ ra thì còn được cung cấp thêm cả cái thông số mẫu của dữ liệu động cơ. Ví dụ mọi người chưa được đi học thì khởi nhìn thông số không hiểu. Ở đây ví dụ như cái dòng điện áp TP thì mình diễn giải ra ý nghĩa là gì, và bao nhiêu là báo lỗi, bao nhiêu là hao xăng, bao nhiêu là gây nghèo xăng. Đó, đây có điện áp tham khảo của từng đời ở vị trí bướm ga. Đấy, rồi là IACV, điện áp máy phát, rồi là thời gian phun. Mọi người ở Hải Phòng thì đến địa chỉ là số nhà 54 đường A5, khu dân cư An Trang, xã An Đồng, huyện An Dương, Hải Phòng. Số điện thoại của mình là 0904 566 844. Còn anh em ở các tỉnh mua hàng thì điện thoại hoặc là nhắn tin Zalo để đặt hàng. Mình sẽ gửi hàng đến trước cho mọi người kiểm tra, đếm đầy đủ phụ kiện, thử máy lên nguồn, và sau đó trả tiền cho bưu tá tại nhà, không cần phải chuyển khoản trước đâu nhé. Rồi, xin chào mọi người, video mình xin tạm dừng tại đây.